bác sĩ ơi, nên lựa chọn thời điểm nào trong năm để làm phẫu thuật thẩm mỹ có được cái kết quả tốt nhất? Đây là một câu hỏi tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng mà rất nhiều khách hàng cũng chủ quan, bởi vì làm đẹp là một cái nhu cầu tất yếu của rất là nhiều bạn. Nhưng mà thường mọi người có một cái thói quen là gì? Là nhắn tin cho bác sĩ tư vấn và qua là để mà làm luôn, và mình không có một cái kế hoạch cụ thể phụ thuộc vào cái thời gian, thời điểm của các bạn và những cái thời tiết trong năm để mà làm sao cho cái vết thương nó nhanh lành và cái kết quả thẩm mỹ nó bớt sừng hơn. Nó cũng phụ thuộc vào cái thời điểm trong năm của các bạn. Thì trong video ngày hôm nay, bác sĩ Mạnh sẽ chia sẻ cho mọi người cái quan điểm về cái thời điểm nào trong năm mà các bạn có thể thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để có được những kết quả đẹp nhất. Mời mọi người cùng xem video clip. Thì hôm nay thì rất là vui được chia sẻ cho mọi người về cái những cái câu hỏi mà khách hàng thắc mắc ở trên những cái kênh YouTube nền tảng của bác sĩ Mạnh. Có một cái câu hỏi rằng là cái thời điểm nào trong năm để mà làm phẫu thuật thẩm mỹ để đạt được cái kết quả tốt nhất. Cái câu hỏi này tưởng chừng như đơn giản nhưng mà nó cũng rất là hay nha, bởi vì là nhiều khách hàng như bác sĩ phân tích cũng không để ý đến cái thời điểm, thời gian trong năm, xem là cái thời tiết, khí hậu, rồi thức ăn, rồi những cái mà các bạn chăm sóc nó có khó khăn gì không, hay mình chỉ cần là cuối tuần mình rảnh, ok, nhắn tin bác sĩ và khoa để thực hiện phẫu thuật. Nó có một cái vấn đề là mọi người biết là ở miền Bắc, Việt Nam á, thì cái thời tiết nó sẽ có 4 mùa. Nhưng mà đối với ở phía Nam, đó, miền Nam thì thường nó chỉ có 2 mùa, đó là mùa khô và mùa mưa. Còn miền Bắc thì là xuân hạ thu đông. Đối với người miền Bắc thì mùa thu á, là một cái mùa phải nói là tương đối là mát mẻ, là đẹp nhất. Đó, cái khí hậu nó ôn hòa nhất. Thường nhiều khách hàng sẽ chọn mùa thu bởi vì nó có những cái ưu điểm sau. Một, đó là khí hậu mát mẻ, rồi thời tiết đẹp, và thứ hai nữa nó cũng là cái cuối năm. Còn người làm đẹp xong thì cũng có thể là có một cái nhan sắc, một cái diện mạo đẹp hơn để nó tự tin đón Giáng sinh, đón Tết. Và thứ hai nữa là với một cái thời tiết mát mẻ như vậy thì mọi người chăm sóc vết thương nó cũng dễ dàng hơn, rồi vận động cũng thoải mái, nó không ra nhiều mồ hôi. Đó, nên là cái kết quả hồi phục thì bác sĩ đánh giá rằng mùa thu là một trong những cái mùa mà mọi người thường lựa chọn trong năm để mà thực hiện những cái phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà ngược lại nhá, lại bác sĩ Mạnh lại có một cái nhận xét nó cũng hơi khác dành cho những cái bạn mà sinh viên, học sinh mà chuẩn bị bước vào những cái năm học mới. Thì bác sĩ Mạnh thường dành những cái ưu đãi cho những cái bạn mà lứa tuổi là sinh viên. Khi các bạn được nghỉ hè, đấy là cái thời điểm mà rất là nhiều bạn đi để mà làm đẹp, được bố mẹ dẫn đến để mà làm đẹp, để bước vào một cái năm học mới có một cái diện mạo mới để mà đẹp hơn. Thì cái thời điểm mùa hè cũng là cái thời điểm mà được nghỉ hè khoảng độ 2 đến 3 tháng, rất là nhiều những cái sinh viên, rất là nhiều những cái bạn mà ở trong cái độ tuổi mà đạt tuổi dậy thì đó, thì các bạn có thể tham khảo và đi làm đẹp trong những cái giai đoạn này. Vì vậy lựa chọn những cái thời điểm nào trong năm để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nó còn phụ thuộc vào những cái kế hoạch, cái thời gian vàng của các bạn, của những khách hàng đó. Thì ở đây mình sẽ cần lo lắng đến dựa vào thời gian của các bạn, thời gian nghỉ dưỡng các bạn, thời gian đi du lịch và thời gian phục hồi đó. Và ngoài ra nữa nó còn phụ thuộc vào cái thời tiết, cái công việc của các bạn nữa, nên lựa chọn một cái thời điểm thích hợp ngoài yếu tố thời tiết trong năm, khí hậu, rồi những cái nghỉ dưỡng thì nó còn phụ thuộc vào cái kế hoạch cá nhân của từng bạn.